Rồi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn lại đến với kênh của kênh Núi Thị Quy Ba nha các bạn. Đây, có gia đình này cho Khải Giang nè. Gia đình anh chị này ở Sài Gòn xuống chơi. Mùa hè mọi người đi xuống đây chơi nhiều nha các bạn. Còn cho sếp của mấy con khỉ. Con lấy trái chuối con cho nó ăn. Con cho con này nè. Đi từ từ. Chà hả? Nó không vào đâu. Ú mập, ú hả? Tú Phú à. Minh Phú. Đưa nó nhẹ nhẹ ra con. Được anh, cảm ơn anh. Ấy lấy đậu phộng á, lấy đậu phộng cho nó nhiều hạt. Ừ, lấy lon đậu á nó nhiều hạt. Chờ. Đúng rồi, lỡ ăn đậu á.
lên đây mấy lần rồi á? Dạ. Đây ghé chỗ này hoài, chú bến bé cà phê đi hôm nay xong bán. Em đó. À. Ông này. Em là nhỏ bên kia. Chứ em bán ở bên đó. Thì ghé đây mấy lần. Đúng rồi. Ông đi bộ lên đây. Chú không lấy điện thoại. Nó không lấy điện thoại. Nó không lấy điện thoại. Lấy thức ăn thôi. À, bán.